Xin mời vào. Kiki à, con có thể mua đồ giúp được mẹ à? Không? Hãy giao việc ấy cho con. Đây là những đồ nhất định phải mua. Cô bán hoa quả. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua xem nào. Bạn thật giỏi. Đúng là cái này rồi. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Bạn thật giỏi. Khu bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Đẹp trai quá. Cỡ to quá. Xin hãy chọn lại. Đẹp trai quá. Cỡ to quá. Xin hãy chọn lại. Đẹp trai quá. Khu bán bánh gato. Hãy trực tiếp làm chiếc bánh gato mà bạn thích. Thật giỏi. Tớ mua xong đồ rồi. Ra tính tiền nào. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Áo. Bánh gato. Búp bê. Giày. Quần. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. Cảm ơn. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Đúng là cái này rồi. Khu bán sản phẩm sinh hoạt. Hãy thử tìm đồ dùng sinh hoạt cần phải mua nào. Bạn đã chọn sai rồi. Bạn đã chọn sai rồi. Bạn thật giỏi.
khu bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Cỡ to quá, xin hãy chọn lại. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Khu bán bánh gato. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Sô-cô-la, váy, quạt, giày, cá, bánh gato, mũ. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. 5. Đây là tiền thừa. Cảm ơn. Xin mời vào. Kiki à, con có thể mua đồ giúp mẹ không? Hãy giao việc ấy cho con. Đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán mỹ phẩm. Hãy tìm mỹ phẩm hoặc đồ trang sức cần phải mua. Hãy tìm lại xem. Không phải cái này. Hãy tìm lại xem. Đúng là cái này rồi. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Bạn thật giỏi. Khu bán đồ ăn nhẹ. Hãy tìm đồ ăn vặt cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Khu bán thực phẩm đã. Hãy thử tìm đồ ăn phải mua nào. Thật tuyệt vời. Bạn thật giỏi. Thật tuyệt vời. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào.
Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Hamburger, đường, búp bê, chỉ kè mắt, cá. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. 5. Cảm ơn.